Hôm bữa trước thì quý thầy cô đã tìm hiểu cái phần về tư tưởng, những cái chuẩn bị về mặt tư tưởng cho việc thành lập các tông phái Phật giáo Bắc Tông Việt Nam. Thông qua hai cái tác phẩm quan trọng và tiêu biểu của thời kỳ này, đó là Mâu Tử, đó là cuốn Lý Hoặc Luận của Mâu Tử và cuốn của Lục Đồ Tập Kinh của Khương Tắc Hồi. Thì cái phần, cái cuốn nội dung căn bản trong cái cuốn Lý Hoặc Luận của Mâu Tử, mình mới đi qua được cái đoạn quan niệm về những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Và cái tinh thần tùy duyên, tức là nhận mình trong quá trình trình bày cho quý thầy cô, thì là nhận mình những cái nét mà nó làm nên diện mạo của Phật giáo Bắc Tông về sau, tức là nó liên quan tới Phật giáo Đại Thừa một chút. Để quý thầy cô thấy là khi mà mới tiếp nhận thì người ta đã tiếp nhận cái tư tưởng Phật giáo mang tính chất Đại Thừa, để về sau nó phát triển ra cả cái tông phái Phật giáo Đại Thừa một cách mạnh mẽ như vậy. Thì đi qua cái phần là Phật Pháp Tăng rồi đúng không? Quan niệm về Phật Pháp Tăng. Quan niệm gì nữa? Tùy duyên đúng không? Một cái nét nữa đó là quan niệm về linh hồn, tư tưởng bản địa về linh hồn. Tư tưởng bản địa về linh hồn. Trong cái phần nói về cái tư tưởng này thì Lý Hoặc Luận của Mâu Tử nhắc đến một câu hỏi, nói rằng là nhà Phật nói chết là hết, vậy thì gọi hồn để làm gì? Vậy thì gọi hồn để làm gì? Đạo Phật nói người ta chết rồi sẽ thác sinh trở lại, chẳng thể tin được. Đó là một câu hỏi trong đó. Đạo Phật nói người ta chết rồi sẽ thác sinh trở lại, chẳng thể tin được. Đó là một câu hỏi của họ. Cái này nó liên quan tới giáo lý gì của mình ạ? Luân hồi, đúng không ạ? Thì trong Lý Hoặc Luận giải thích như thế này. Khi có kẻ sắp chết, người nhà treo lên mái nhà mà gọi, đã chết rồi thì gọi ai nữa? Gọi hồn ấy. Tức là ông Lý Hoặc Luận ông trả lời như thế này. Người ta hỏi là đạo Phật nói chết rồi thì có thể thác sinh trở lại, không tin được. Thì ông mới nói là giống như ông thấy không, người nhà mà có người chết á thì có người đại diện của trong nhà leo lên mái nhà mà gọi. Người ta chết rồi gọi làm gì nữa? Tức là gọi hồn đó. Ông trả lời cho nói rằng là vì có một cái thân hồn là gì đây ạ? Thân hồn bất tử. Có phải thân hồn bất tử mới gọi được không ạ? Bây giờ nói tới luân hồi. Thì quý thầy cô thấy trước hết đối với giáo lý của nhà Phật mình, cái quan niệm về luân hồi có đúng không? Cái quan niệm luân hồi á, quý thầy cô có thấy là có một cái mạng giáo lý nào mà nó đi ngược lại với cái quan niệm về luân hồi không? Nếu mình nói có một linh hồn bất tử thì nó rơi vào cái trường hợp gì ạ? Chấp thường, đúng không ạ? Nhưng mà có, quý thầy cô nghĩ có luân hồi không? Vì sao có luân hồi? Trong trường hợp nào thì cái quan niệm có luân hồi nó không chống đối lại với cái quan niệm chấp thường của mình? Vì sao cái quan niệm luân hồi nó không có rơi vào cái trường hợp sai vì quan niệm chấp thường? Sao? Hay là câu hỏi đặc biệt hơi khó hiểu hả? Ý nói như thế này, tức là mình quan niệm rằng là đạo Phật chủ trương ra phải ở cái trạng thái trung đạo, không có nên chấp vào chấp thường và chấp đoàn, đều hai trạng thái cực đoan. Như vậy thì nếu mà mình cho rằng là có linh hồn bất tử, cho rằng là có luân hồi, như vậy thì có phải là bản thân mình chống lại hoặc là rơi vào một cái trạng thái chấp thường hay không? Vì sao mà mình vẫn tin luân hồi, mình vẫn tin rằng có một cái, mình vẫn tin luân hồi mà mình lại không bị cái
rơi vào cái trạng thái chấp thương đó. Như thế nào thì mình thoát được cái trạng thái đó? Quý thầy cô giải thích cái trường hợp mà mình vừa tin luân hồi mình lại không bị cái rơi vào trạng thái chấp thương. Dạ, lấy mít cho sư cô nói đi. Một hợp sư cô đó là mình tin vào có linh hồn nhưng mà không rơi vào chấp thường, tại vì mình biết rằng cái báo thân này là do nghiệp lực chi phối, mà mình hiểu được cái nghiệp lực chi phối thì mình chuyển cái nghiệp, và lúc đó là mình được pháp thân, là không, pháp thân là không bị chi phối bởi những nghiệp lực nữa, chứ không phải là lúc đó là không phải là chấp thường hay chấp đoạn. Khi mình hiểu được như vậy và mình mục đích của mình tu là như vậy. Dạ em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn anh. Quý thầy có ai có ý kiến khác không ạ? Gợi ý cho quý thầy cô một cách giải thích nữa. Tức là thực ra cái vòng luân hồi nó cũng tương tự như cái vòng quay của thập nhị nhân duyên đúng không ạ? Bây giờ quý thầy cô cứ hình dung vòng quay thập nhị nhân duyên đi. Nếu cho luân hồi thì cứ coi như là cái sự luân chuyển của thập nhị nhân duyên nó cứ tiếp tục mãi mãi như vậy theo cái vòng quay đó. Thì làm như thế nào để vượt qua khỏi cái, để ra khỏi 12 chi phần nhân duyên đó, làm sao mà vượt thoát ra được? Thì đó cũng là cái cách giải thích để cho thấy được rằng là mình dù mình biết rằng là có luân hồi nhưng không phải là cái luân hồi nghĩa là chấp thường. Tính luân hồi không có nghĩa rằng là chấp thường. Cái đó của thầy, đó là vấn đề của thầy cô cần phải nhìn nhận và giải thích. À, thưa cô cùng chư huynh đệ, thì theo cái giải thích sở dĩ mình mà do chấp thường, mình quan điểm của mình là khi mà chúng ta đã là phàm phu thì chúng ta bị bởi dẫn dắt bởi nghiệp lực, mà khi đã mà có nghiệp lực thì ta sẽ bị ảnh hưởng xoay vần trong cái sanh tử luân hồi, thì cái đó là nó tương ứng với cái thuyết tái sinh. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đã chuyển được cái nghiệp thức của mình rồi, chúng ta chứng lên một cái quả vị thì nó như là niết bàn tịch tịnh, thì nó vẫn luôn là thường còn, thì đó là cái mà chúng ta cần phải giải đáp vướng mắc như là cần. Thầy nói có lý không lỡ về? Đó là một cái cách để cho mình liên hệ tới cái tức sinh tức diệt của mình. Nếu mà mình chừng nào mà mình còn luẩn quẩn trong đó, khi nào mà mình còn tham ái, còn những cái vướng mắc ở trong đó, thì đương nhiên mình cứ theo cái vòng đó mình quay hoài. Còn chừng nào mình giống như là các vị tổ ở Thiền Tông, người ta nói một ví dụ rất là dễ hiểu, đó là nói rằng là lúc nào mà mình muốn mà nước, mình muốn một cái thanh củi mà nó đột chảy á, thì đương nhiên phải vớt nó ra khỏi nước, chứ thế mà cứ để trong nước vậy mà cứ đung hoài mà cái thanh củi đó nó chảy được. Tức là chừng nào mà giống như là dầu hết thì lửa tự tắt, dầu hết thì lửa tự tắt. Cái đó là để ý nói rằng là lúc nào mà hết những cái nhân để mà sanh tử luân hồi thì lập tức nó không còn cái ở trong cái vòng luẩn quẩn nữa. Cho nên mình tính có luân hồi là như thế nào? Lúc nào mình nhìn thấy được rằng là là một con người mà luôn luôn tạo dựng những cái nhân quả về sự sanh tử luân hồi, về tham, về sân, về si, về những cái nhân xấu để mà có thể là phải chịu luân hồi đó, thì đương nhiên phải cứ phải theo cái vòng quay luân hồi đó. Còn cái người đó, người ta dừng hết tất cả nghiệp lực liên quan tới luân hồi, thì giống như mình nói là sinh tử tức niết bàn là vậy, tức là dừng lại, lúc nào dừng hết sinh tử thì để niết bàn. Cái đó để lý do, để một phần để mình giải thích được là vì sao nhiều người người ta hỏi là quý thầy cô nói là có luân hồi, về là quý thầy cô chấp thương rồi. Mình phải biết cái cách để mình giải thích nó, luân hồi chừng nào nó còn luẩn quẩn trong đó thì còn luân hồi, còn lúc nào dừng cái dân luân hồi lại thì giống như là dầu hết thì lửa tự tắt. Cái đó là một cái ví dụ mà nhà thiền thường để dùng để giải thích về cái này. Như vậy thì qua cái cách lý giải của Mâu Tử về cái quan niệm về linh hồn, thì quý thầy cô thấy là
Một điều mình cần ghi nhận ở đây là Mẫu Tử vẫn sử dụng cái quan niệm bản địa để giải thích cho cái vấn đề này, chứ ông cũng thời đại này ông cũng chưa dùng tới giáo lý ngũ uẩn hay thập nhị nhân duyên để giải quyết vấn đề này. Phật giáo giáo chỉ thời kỳ này, Phật giáo giáo chỉ thời kỳ này vẫn sử dụng tư tưởng dân gian, vẫn sử dụng tư tưởng dân gian về linh hồn bất diệt, về linh hồn bất diệt, chữ chưa dùng lý luận ngũ uẩn, chữ chưa dùng lý luận ngũ uẩn, thập nhị duyên để giải quyết những vấn đề liên quan, để giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh tử luân hồi, để giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh tử luân hồi. Một nét nội dung nữa là Phật giáo giáo chỉ thời kỳ này, trong nội dung của sinh hoạt của giới đoàn á, thì người ta chú trọng đến bố thí và trì giới, chú trọng bố thí và trì giới, chú trọng đến bố thí và trì giới. Đặc biệt có đề cập đến hiện tượng phàm giới, đặc biệt có đề cập đến hiện tượng phàm giới của tăng sĩ thời bấy giờ. Cái trường hợp mà nhắc đến cái hiện tượng phàm giới của tăng sĩ thời bấy giờ, đây là một cái nét để mình khi mà nói là Phật giáo thời kỳ này đã phát triển rất là mạnh, đó là một cái yếu tố để khi mà mình nói về Phật giáo thời kỳ này thì mình sẽ nói được rằng là Phật giáo thời kỳ này nó đã phát triển đến một cái tầm mức nhất định rồi, thì lúc đó mới có cái xuất hiện cái hiện tượng phàm giới. Đó là những cái nét mà có thể nêu về cái được nêu lên từ cái tác phẩm Lý Hoặc Luận của Mẫu Tử. Thì qua tác phẩm Lý Hoặc Luận, qua tác phẩm Lý Hoặc Luận, chúng ta có thể thấy đây là một tác phẩm mang tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, mang tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Mẫu Tử tuy là người Hán, Mẫu Tử tuy là người Hán, nhưng học Phật tài giáo chỉ, nhưng học Phật tài giáo chỉ, nên tư tưởng của Lý Hoặc Luận, nên tư tưởng của Lý Hoặc Luận hoàn toàn có thể là tư tưởng của Phật giáo Việt Nam, hoàn toàn là tư tưởng của Phật giáo Việt Nam buổi đầu du nhập. Để mình có thể so sánh được cái tư tưởng của Phật giáo Việt Nam buổi đầu du nhập trong cái tác phẩm của Mẫu Tử, thì quý thầy cô cứ về giờ quyển sách ra có 37 câu, quý thầy cô cứ coi như là họ đang hỏi mình vậy đó, cứ xem như người ta đang hỏi mình. Khi quý thầy cô trả lời, quý thầy cô sẽ nhìn ra được cái sự khác biệt, sự khác biệt giữa cái trả lời của Mẫu Tử, tức là cái Mẫu Tử ông trả lời theo cái tâm học, cái kiến thức Phật học của ông thời bấy giờ. Quý thầy cô khoan đọc cái câu trả lời của ông ấy, chỉ đọc câu hỏi và trả lời xong rồi mình đọc lại cái câu hỏi, trong câu trả lời trong kia quý thầy cô lập tức sẽ biết so sánh được hai cái tư tưởng khác nhau trong cái câu trả lời đó. Ví dụ như bây giờ người ta hỏi là Phật giáo nói là con người chết rồi có thể tái sinh trở lại, không thể sinh được, quý thầy cô sẽ có một cái cách trả lời khác, mà chắc chắn quý thầy cô sẽ không trả lời theo cái cách là nói a. Nhớ rồi ạ. Mời thầy phát biểu đi. Thưa cô, là hồi nãy cô có nói là
Mao Tử trả lời, ta bật câu hỏi đó theo cái sự hiểu biết của mình. Thế cô đã từng đưa ra một ý kiến rằng là Mao Tử vì phù hợp với căn cơ của người Giao Chỉ thời bấy giờ để đưa ra cái luận thuyết của mình để làm sao độ được cho người Giao Chỉ chưa? Tức là trình độ của Mao Tử có thể vượt trên cả đó. Đồng ý với ý kiến của thầy, ý thầy nói rằng Mẫu Tử có thể là có cái khả năng nhiều hơn cái tác phẩm đó, đúng không ạ? Nhưng mà Mẫu Tử nói như vậy để là phù hợp với cái căn cơ của cái người bây giờ. Nhưng thầy cũng phải nhìn lại, ghi nhận ý kiến của thầy, nhưng mà thầy cũng nhìn lại ví dụ như là quan niệm về Phật Pháp Tăng chẳng hạn. Thầy giữ lại cái quan điểm về Phật Pháp Tăng. Thì ông vẫn dùng cái tư tưởng theo cái quan điểm của ông hiểu, nhưng mà kết luận cuối cùng của ông á, kết luận cuối cùng của ông thì ông vẫn cho rằng Pháp Phật là tất cả những cái giáo lý của nhà Phật. Tức là ông trong quá trình ông trả lời á nghe thầy, trong quá trình ông trả lời ông vẫn nói là Phật là nguyên tổ của đạo đức, nó liên quan tới cái tư tưởng của Nho gia ảnh hưởng trong Việt Nam mình. Ông vẫn nói những cái đó. Nhưng mà cái kết luận của ông để cho thấy được rằng trí thức thời bây giờ, người thực sự theo Phật á, thì cái người trí thức vẫn có được một cái tâm để nhìn nhận rằng Pháp là tất cả những giáo lý của Đức Phật nói, mà không phải là cái mà nói trả lời là kẹo, là không có đi tới mà đẩy không đi lui. Cái đó là ông đã nói tùy căn tùy cơ. Và trong kết luận của ông á, là ông đã đưa ra một cái kết luận là theo cái biệt của ông này, ông nói là Pháp Phật là tất cả những giáo lý của Đức Phật, ví dụ như ngũ uẩn, thập nhị duyên, tự đế, vân vân. Thì cái ý thầy nói là thầy còn vẻ là thầy nói rằng là cái của ông á, là ông nói là tùy căn cơ, chứ không phải là đúng như lời của cô nói rằng là cái đó là theo cái khả năng trình độ của ông á. Nhưng chắc chắn rằng trong cái quan niệm về linh hồn này này, ông không trả lời theo cái khả năng của ông biết, thì ông cũng trả lời theo cái cách đó đánh giá rằng là đã dùng đến cái quan niệm bạc địa của linh hồn mà trả lời, chứ không trả lời dựa trên giáo lý thập nhị duyên hay là giáo lý ngũ uẩn. Đúng không ạ? Hồi nãy thầy ghi là như vậy mà. Hồi nãy cho thầy ghi nói rằng là đã dùng tới những cái đó để trả lời mà không dùng đến ngũ uẩn hoặc thập nhị duyên để mà lý giải những vấn đề đó. Thì thầy có nghĩ là khi dùng tới lý giải thì người ta cất cái khả năng đi để mà người ta giải thích theo cái bản địa không không? Cái khả năng đó theo thầy thì như thế nào? Thưa cô là đối với con ấy, thì hôm làm cái câu về Mâu Tử đó thì con có đưa ra hai vấn đề. Một là câu 1 và câu 2, tức là lịch sử niên đại của Đức Phật ra đời. Và câu số 21, tức là sự du nhập của Đại Hán Phật giáo vào Đại Hán xứng tầm với lại Phật giáo du nhập vào Giao Chỉ. Tức là ba câu hỏi đó thì con có nêu ra vấn đề là không thuyết phục được con trong vấn đề là sự du nhập của Đức Phật huyền sử. Bởi vì cái sự du nhập của Phật giáo vào Giao Chỉ thời vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 5, tức là thời kỳ của Mâu Tử đến thời kỳ của Khương Tăng Hội, thì đến thế kỷ thứ 5, thông qua 6 bức thư của Lý Miểu gửi Đạo Cao và Pháp Minh ấy, thì là đã chứng tỏ rằng người Giao Chỉ tiếp cận Phật giáo không chỉ qua Đức Phật quyền năng nữa, mà đã có những cái vấn đề đặt ra rằng là Đức Phật là một nhân vật có thực, tức là nói rằng là Đức Phật là một nhân vật huyền sử có thần thông biến hóa. Thế tại sao Đức Phật không hiện ra để cho người dân nhìn thấy? Tức là đã có sự nhận thức về Phật giáo qua cái truyền thống lịch sử, chứ không phải là Phật giáo quyền năng nữa. Và cái tiếp cận của Mâu Tử và Khương Tăng Hội xây dựng Phật giáo quyền năng đó thì phải chăng là cũng, tức là con chỉ đưa ra cái khả năng thôi, chứ con cũng không dám khẳng định đó là cái trình độ thật của Mâu Tử hay Khương Tăng Hội. Nhưng mà một đóng góp cực kỳ to lớn cho Phật giáo, văn học Phật giáo từ bây giờ thì cũng không thể vượt qua được cái tác phẩm Lý Học Luận của Mâu Tử và Lục Độ Tập Kinh của Khương Tăng Hội. Còn cái lời bàn ở đây là mình có thể có quyền được đưa ra để giả thiết, nhưng mà cũng không dám là khẳng định nó, bởi vì mình cũng chưa có đủ cái trình độ và cái tài liệu nào đó để chứng thực rằng là nó có phải là
ông đã phù hợp vào căn cơ của chúng sinh cái thời bấy giờ để xây dựng một cái nền Phật giáo như thế hay không? Và tại vì đến thời kỳ như ngày nay mà Phật giáo quyền năng vẫn còn, không thể xóa được. Bởi vì người ta đang còn hình tướng Đức Phật giống như một cái gì đó để đến xin, chứ không phải là Đức Phật là người chỉ đường cho chúng ta nữa. Cũng như hiện tại cũng chưa thể xóa được, chứ đừng nói gì là cách đây mấy thế kỷ như vậy. Thì theo ý kiến con là gì thế? Không biết có hiểu đúng. Khoan để nói cho rồi ý của thầy luôn đã. Có vẻ như là thầy hơi bức bối vì giảng viên nói rằng là đó là trả lời theo cái khả năng của ông á. Tức là đang nói, thầy đang bực là nói là à, khả năng của ông đâu phải là thể hiện trên đó, không có thể ông cao hơn. Mà vì sao mà đánh giá rằng là ông trả lời theo cái khả năng học tập của ông, phải vì vậy mà thầy nói không ạ? Dạ đúng rồi. Tức là đó cũng chỉ là giả thiết của cô thôi. Và con cũng vậy, đó là giả thiết của con. Chứ không hoàn toàn là chúng ta đã xác định, bởi vì là chưa có một văn bản nào chứng thực điều đó. Mà theo tài liệu của giáo sư Lê Mạnh Thát thì cũng đó chỉ mới là văn bản tham khảo thôi. Theo con là như thế. Dù này là cắn hay cái gì cũng chưa chắc hết, là cái gì cũng nằm ở trong vòng nghi ngờ hết á. Dạ được rồi, thôi mời thầy lập trường đi thầy. Thưa cô, còn quý thầy quý cô, là cái tác phẩm Lý Hoạt Luận này á, là chủ yếu á, là để giải đáp thắc mắc chứ không phải là để chuyển dương cái giáo lý của nhà Phật. Thứ hai nữa, nếu mà cái vấn đề Phật giáo bây giờ là quyền sử á, là bây giờ tín ngưỡng dân gian thời mình á, là vốn là đa thần. Nếu mà nói một cái vị Phật mà bình thường quá thì giống như con người, thì bây giờ có thể là con người ta đáp ứng nhu cầu người ta không đến. Tôn giáo xuất hiện bởi đâu cũng do bị bóc lột này nọ, là từ cái khổ sở người ta muốn nương tựa một vị siêu nhiên nào đó để giúp hoặc bớt vơi bớt đi cái tinh thần an ủi của người ta. Thì có thể nói là ông về cái vấn đề tín ngưỡng thời bây giờ là vốn đa thần, thì ông mới phải làm sao để cho thích hợp cái căn cơ bản địa lúc bấy giờ của người dân, để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng người dân, để thu hút tín đồ đến với đạo. Vì Phật đặt cái ý kiến như vậy, góp ý. Phát biểu nữa, chuyển cho mít thưa cô đi. Dạ mô Phật, thưa cô, con có ý kiến của con bổ sung thêm cho thầy lớp trưởng là thời bấy giờ là dân gian của mình là cái niềm tin vào thần linh là nhiều, cho nên là minh chứng là ở Việt Nam mình là có thờ thần, bốn vị thần, thần mưa, thần mây, thần sấm, thần sét. Thì bây giờ ở ngoài Hà Nội vẫn còn cái chùa đó. Thì đó là cũng một cái huyền sử, nhưng mà cái huyền sử đó để mà dễ gần gũi với người dân Việt Nam mình hơn và dễ truyền đạo vào người dân. Đó là ý kiến của con. Rồi con có một cái suy nghĩ, con có đọc một cái đoạn mà con không quên rồi, nhưng mà nhớ là trong Mâu Tử thì cái chỗ mà người hỏi về bố thí, hỏi về hành bố thí thì ông Mâu Tử có dẫn chứng là nêu tu Đại Noa. Mà con theo con biết là cái tác phẩm Lục Độ Tập Kinh của Khương Tân Hội á thì có sâu, mà sao lúc đó thì ông Mâu Tử ổng nêu ra rồi, con cũng thắc mắc về cái điều đó. Có gì đâu mà thắc mắc, cái tu Đại Noa đó chưa chắc rằng là ông có phải là ông Khương Tân Hồi ông sáng tác ra đâu mà đời để nó ông Khương Tân Hồi mới có. Hả? Có gì đâu mà thắc mắc cái vụ đó hả? Tha cái đó ông Khương Tân Hồi ông sáng tác ra thì nói là tại sao ông Khương Tân Hồi chưa nói mà ông đã nói. Con cứ thiên hạ ta nói khắp rồi mà biểu nói vì sao ông Khương Tân Hồi chưa nói mà ông đã nói được. Bây giờ con ai nói tới cái vụ của Mâu Tử nữa không? Thì đương nhiên ý kiến của thầy nói rằng là Mâu Tử chỉ trả lời tùy căn cơ thôi, đó cũng là một cái ý kiến của thầy. Và cũng có thể rằng là đáng ra ông trả lời ngang đó xong thì chỉ xong một vế và ông còn một cái vế khác để nói tiếp để chứng tỏ được rằng là cái biệt của mình đã vượt ra khỏi cái tâm đó, nhưng có thể là ông chỉ dừng đến ngắn mức đó thôi. Thì cái ý kiến của thầy thì đương nhiên không phải là không có gì là
không thể xảy ra cả. Mà người ta cũng nói rồi, nhiều khi cái người phê bình, cái người học giả, người ta biết nhiều hơn cái chính cái điều tác giả nói. Tức nhiều khi tác giả người ta nói ngang này thôi, người ta cũng có gì cả. Mà cái người phân tích, người bình luận, người ta bình ra nhiều thứ khác nữa. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, chuyện của học thuật. Mà thầy nói rằng là có thể là ông biết nhiều hơn, nhưng mà ông chỉ nói ngang đó thôi, chuyện đó cũng có thể thôi. Nhưng mà khi mà ông đã dừng ngang đỏ dậy trắng mực đen cho thấy được rằng không có cái tác phẩm nào ngoài cái tác phẩm này để nói lên được cái tư tưởng Phật giáo Việt Nam buổi đầu đó cả, mình chỉ căn cứ được trên cái cuốn này, thì buộc lòng mình phải nhìn nhận được rằng Phật giáo giáo chỉ thời kỳ này chỉ có sử dụng cái quan niệm bản địa và bản địa về luân hồi để giải thích cái vấn đề luân hồi sinh tử, mà chưa dùng tới cái giáo lý ngũ uẩn hay thập nhị duyên để mà trả lời. Không, tức là ý kiến của cô thì con xin tiếp thu ạ. Nhưng mà ý con đang nói thầy lớp trưởng hồi nãy một chút, không nhớ lại hiểu lầm. Thầy lớp trưởng bảo là đây không phải là tác phẩm để xiển dưng Phật giáo gì cả, mà chỉ phù hợp với căn cơ của chúng sinh thời bây giờ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì có câu 22 đến câu 28 để xiển dương giáo lý của Đức Phật thì là mục đích gì ạ? Tức là thầy chỉ bảo là nó chỉ phù hợp với căn cơ của chúng sinh thời bấy giờ, nhưng mà từ câu số 22 đến câu 28 thì lại dùng chính Nho giáo và Lão giáo để xiển dương Phật giáo. Và thực sự khi con đọc những cái câu trả lời đó con thấy rất là hay. Đấy, thì có một ý kiến rằng là con cho rằng là cái tác phẩm Lý Học Luận đó, ngoài chuyện trả lời đó, thì khi con đọc ấy thì con cũng nghĩ rằng là đó chỉ là do Ngài đặt ra và Ngài tự trả lời thôi, chứ cũng không hoàn toàn là có những người hỏi như thế. Hoặc là Ngài thấy một số lượng đông tín đồ nào đó có những cái tư tưởng như thế và Ngài tự viết ra một cái tác phẩm như thế để nhằm xỉn dương cả Phật giáo, chứ không hoàn toàn là không xỉn dương Phật giáo. Bởi vì cái câu 22 ấy nói là triết lý của Nho Lão giống như lá cành cây, như ánh sáng giữa khe núi, còn giáo lý của Đức Phật như thể là trái thơm, trái ngọt, như ánh mặt trời. Vậy thì đó không phải là xiển dương Phật giáo lý Phật giáo, thì là xiển dương cái gì? Thì theo con là như thế. Đáng là thầy trả lời ngắn thôi. Bản thân cái ông Mâu Tử khi ông viết cuốn này là vì tất cả vì tinh thần xiển dương Phật giáo. Xiển dương Phật giáo, thầy lớp trưởng đang nói là xiển dương giáo lý Phật giáo. Đương nhiên là trong này không phải là không xiển dương giáo lý Phật giáo. Nhưng mà thầy lớp trưởng ý, hiểu ý thầy lớp trưởng, tức là thầy nói là không có xiển dương một cách hệ thống và không ưu tiên cái đó là hàng đầu, phải không ạ? Chứ làm sao mà khỏi xiển dương giáo lý Phật giáo được. Bản thân cái cuốn đó ra đời là vì xiển dương Phật giáo và nêu bật những cái tư tưởng cốt lõi của giáo lý Phật giáo. Được chưa thầy? Thưa thầy gì ạ? Thầy Nguyễn Như. Hỏi gọi nhắc lớp. Dạ đúng rồi. Thầy Nguyễn Như còn hiểu cái ý đó không ạ? Tức là bản thân cái đề, cái cuốn này ra đời là vì để xiển dương Phật giáo, trả lời hết tất cả những cái nghi vấn có hại cho Phật giáo. Vì vậy mong mời việc cái cuốn Lý Hoặc Luận đó mà. Cho nên thầy lập trường nói vậy đương nhiên là không phải là, đương nhiên là nghe, bắt đầu mới nghe thì thấy được là thầy nói là vô lý rồi. Vì sao mà không có xiển dương được cái cuốn đó? Nó ra đời vì mục đích là xiển dương. Nhưng mà hiểu được cái ý của thầy, tức là mình cũng phải lâu lâu cũng phải thấu hiểu thôi thầy. Ý của thầy lập trường nói rằng cái đó nó không phải là cốt lõi để là mục đích là xiển dương cái giáo lý, chứ không phải là xiển dương Phật giáo. Cái vấn đề là thầy nói về đúng không ạ? Như vậy là xong về cái cuốn, một cái cuốn có ý cử cho mình biết được cái tư tưởng Phật giáo buổi đầu. Một cuốn thứ hai mình ý cử vào đó để biết được tư tưởng Phật giáo buổi đầu, đó là cuốn Lục Đồ Tập Kinh của Khương Tăng Hồi. Lục Đồ Tập Kinh của Khương Tăng Hồi. Đây được cho là một tác phẩm không đơn thuần là một tác phẩm dịch. Ủa thầy, con thảo luận vấn đề gì sôi nổi ấy? Thầy nói đi thầy, ẩm ức lắm. A Di Đà Phật, thưa cô cùng quý thầy cô trong lớp.
cái vấn đề mà nói về cái tác phẩm Lý Quật Luận của Ngài Mâu Tử thì nếu mà so ra thì nó rất là nhiều để chúng ta để mà để nói vấn đề Phật thời du nhập. Mà nếu mà đối với cái Ngài Mâu Tử mà viết cái vấn đề này là coi được quyển sách đầu tiên mà nằm vào năm 195 đến 98 sau khi Ngài đã xuất gia và sau khi mẹ của Ngài đã mất. Bữa đó thì con có đặt một vấn đề với thầy Lý là tại vì trong khi Ngài Mâu Tử là Ngài đã sang Việt Nam rất là nhiều lần, 2-3 lần và Ngài đã về Trung Hoa, về đất Hán, Ngài đã có gia đình. Cái khúc này thì không có nói gì nhiều rõ cho nên không có tài liệu để nghiên cứu rõ. Thì Ngài đã qua bên đây thì cho rằng thì hồi lúc mà đời Hán Minh Đế vào năm 68 thì Ngài đã có nằm mộng và thấy vấn đề Phật đã vào Trung Hoa và cho người đã đi thỉnh kinh về. Thì trong khi đó thì quay trở lại đất nước Việt Nam hồi thời đó thì là lúc Ngài hai bà Trưng có nói những vị ni sư đã có tham gia vào vấn đề quấn giặc. Thì nếu mà nói về Lý Quật Luận thì cho rằng Ngài Mâu Tử tại sao lại đáp chỉ có 37 câu mà đúng về theo 37 chi phần của Phật giáo và nói về vấn đề tứ kinh ngũ kinh cũng nói về 37 vấn đề đó. Tại sao mà đặt vấn đề lại, tại sao không nói là 38 hoặc 39 câu, hoặc có thể nhiều hơn, hoặc là có thể ít hơn, mà trả lời trong khi đó thì của Khổng giáo thì nó tới 28 câu, và của Lão giáo thì từ câu 29 đến câu 37. Và trong khi đó thì như hồi nãy thầy Nguyên Như với thầy lớp trưởng đây có nói về cái vấn đề là xuyển dương và không xuyển dương. Nếu mà một vị người Hán lúc đầu ông đã theo Hoàng Lão thì có nghĩa là ông đã học hiểu hết được cái vấn đề là tứ thư và ngũ kinh của những cái đạo, và lúc đó mới học qua cái Phật giáo thì lúc đó nó có những cái tinh túy của những gì khác đó. Nhưng không, lúc này không có nói gì vấn đề của thầy của Ngài là một vị nào, mà hồi lúc đó mẹ, hồi lúc đó không có đặt với thầy Lý nói là có thể rằng lúc mẹ Ngài chết thì trong khi đó có những vị thầy đã đến, tại chết ở bên Việt Nam thì có những vị thầy đã đến cúng. Tại lúc đó Phật giáo rất là lớn, có những thầy đến cúng, có thể là Ngài hiểu được những cái lời đó và có thể Ngài viết vào lúc đó hay không. Vấn đề đặt là như vậy. Thầy nói cũng cho là có lý, nhưng mà không chính xác, đó là vấn đề đó. Tại vì đa phần nhiều khi người ta không hiểu đạo, nhưng mà đôi khi người ta đến một cái gì đó, một cái đám tang hoặc cái gì giống như thế gian mình hiện tại bây giờ, thì người ta bắt đầu bắt từ đó, người ta mới hiểu được cái đạo Phật và qua cái lễ nghi thức cúng kiến hoặc là một cái gì đó. Thì nhiều cái vấn đề để đặt ra cái vấn đề của Ngài Mâu Tử. Thì nhưng mà cái xây dòng hồi lúc thời đầu dân, tại sao mình phải đấu đá với cái người Hán, tranh với nhau cái vấn đề là du nhập, tại trong đất nước Việt Nam mình rất dài, tại sao không nói về vấn đề ở Phù Nam hoặc là những vấn đề gì, nhưng mà chỉ tập trung vào vấn đề ở Giao Chỉ và vấn đề đó nó như thế nào, quan trọng nhất là chỗ đó. Và cái thứ cái nữa mà trong khi lúc đó đó Ngài Mâu Tử đã trả lời những cái vấn đề như vậy theo kiến thức hiểu biết giống như thầy Nguyên Như hồi nãy, hoặc là thầy trưởng là hiểu bằng cái trình độ lúc đó. Và ví dụ như bây giờ tôi lại như cô hồi nãy đã nói, chúng ta đọc tới đâu và chúng ta suy nghĩ vấn đề đó có thể giải quyết một cách khác hơn hồi lúc đó. Đó, cho nên cái thời đại nó qua và chúng ta học hiểu nhiều thêm thì nó sẽ khác. Nhưng có những cái lúc đó Ngài trả lời, có những cái chúng ta chấp nhận rất là hay. Tại nhiều khi mình bây giờ mình nghĩ cũng không ra vấn đề như vậy, mà Ngài trả lời những cách đối với những cái lão như vậy. Thì lúc đó Phật giáo, mình cho rằng Phật giáo Việt Nam lúc đó rất là thịnh hành và giáo lý lúc đó cũng đã rộng rồi, cho nên những cách trả lời của Ngài nó đã rộng như vậy trong những cái câu hỏi đó. Cho nên chỉ xây dân vấn đề rất là nhiều vấn đề để đặt ra về vấn đề của Ngài Mâu Tử trong lúc đó và cũng như thời du nhập của đất nước Việt Nam. Nhưng mà đất nước của Trung Quốc thì rất rộng, nhưng mà mình chỉ so về cái vấn đề Lạc Dương và Bình Thành thôi, còn những cái chỗ khác mình không biết. Nhưng mà lúc đó du nhập vào mấy cái khu vực đó và những vàng đế đó và trong khu vực đó thôi, nhưng còn những chỗ khác như thế nào thì hơi khó vấn đề này. A Di Đà Phật. Cuối cùng thầy nói gì ạ? A Di Đà Phật. Nói tóm lại là cái vấn đề này là chỉ nói là về cái lịch sử du nhập vào của cái tác phẩm của Lý Quật Luận của tại người, có nghĩa là nói về vấn đề của ông Mâu Tử về hiểu về Lý Quật Luận cũng như thời du nhập vào của đất Việt và cái đất Hán. Và về cái vấn đề này, tại vì nói xây dòng vậy thôi, có rất là nhiều về vấn đề đặt ra ở chỗ này về tranh cãi về vấn đề này. Dạ vậy thôi chứ không có gì.
A Di Đà Phật. Rồi mô Phật cảm ơn thầy. Đang tưởng là thầy xoáy quấn cái vấn đề đang nóng bỏng của lớp, tức là đang tranh luận cái vấn đề mà thầy lớp trưởng và thầy Nguyên Như đang nói, nhưng thầy nói là một vấn đề khác đúng không ạ? Nhưng mà thầy lưu ý, thầy nhắc tới cái giấc mộng người vàng của Hạng Minh Đế nhá. Cái đó thì thầy về đọc lại cái cuốn lịch sử Phật giáo của Nguyễn Lang để có được một cái nhận định về cái sự kiện giấc mộng người vàng đó để thầy biết. Nếu mà nói cái năm du nhập mà tính trên giấc mộng của người vàng để biết được Phật giáo tới hay không thì cái đó thầy phải xem lại cái cuốn sử đó để nắm cái kiến thức đó nghe thầy. Mình đi vào cái tìm hiểu những cái tư tưởng Phật giáo Việt Nam buổi đầu thông qua cái tác phẩm Lục Đồ Tập Kinh của Khương Tăng Hồi. Thì cuốn Lục Đồ Tập Kinh của Khương Tăng Hồi được cho là không đơn thuần là một tác phẩm dịch, mà là một sáng tạo độc đáo và nhiều công phu của ông. Đây là một tác phẩm có sáng tạo độc đáo và nhiều công phu, được trích dịch và biên soạn từ 91 bộ kinh để tạo thành, được biên dịch, được trích dịch và biên soạn từ 91 bộ kinh, được trích dịch và biên soạn từ 91 bộ kinh, được trích dịch và biên soạn từ 91 bộ kinh. Vậy thì nội dung cơ bản của cái cuốn Lục Đồ Tập Kinh này là gì? Nội dung cơ bản của tác phẩm Lục Đồ Tập Kinh là trình bày về Lục Đồ Ba La Mật. Trình bày về Lục Đồ Ba La Mật. Lục Đồ Ba La Mật là con đường tu đạo của Bồ Tát, tức là của Phật giáo Đại Thừa nói chung, tức là của Phật giáo Đại Thừa nói chung. Lục Đồ Ba La Mật gồm gì ạ? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Thuộc lòng luôn ấy. Nhưng mà cái cách trình bày của Lục Đồ Tập Kinh nó sẽ có những điểm khác. Ví dụ như khi trình bày về bố thí, trong cái cuốn Lục Đồ Tập Kinh nó không sử dụng cái từ Ba La Mật đâu. Quý thầy cô có so sánh cái chữ vô cực với chữ Ba La Mật nó có cái khác nhau, giống nhau gì không? So với chữ Ba La Mật với cái chữ vô cực này, có thể có thấy cái chữ nào nó nhiều nghĩa hơn, cái chữ nào ít nghĩa hơn không? Vì sao họ dùng chữ vô cực? Dịch ra hả? Chữ đó đâu phải chữ dịch. Ấm tiền hạng đang hoang mà đúng không? Cực là hai đầu nội hả? Thôi tồi nghe thầy. Vô à, cũng được. Không phải là hai đầu nổi, nhưng thầy nói đầu nổi thôi thì được. Có thể là không có giới hạn. Cực là không có cái đường biên. Cực tức là cái loài đường biên, cái giới hạn. Cái đó thì nó gần với Ba La Mật nhá thầy. Chứ đừng nói hai đầu nổi thì cũng được hết ạ. Về bộ thí đồ vô cực. Bộ thí đồ vô cực. Khương Tăng Hồi giải thích là yêu thương người và vật. Bộ thí đồ vô cực nghĩa là yêu thương người và vật. Yêu thương người và vật. Yêu thương người và vật. Cho đến kẻ tà ác. Cứu giúp chúng sanh. Cứu giúp chúng sanh, bộ thí cho chúng sanh.
cho đến cả vợ con đất nước thân mạng, cho đến cả vợ con đất nước thân mạng. Hễ ai xin thì đều cho, hễ ai xin thì đều cho. Trong lục đồ tập kinh, trong lục đồ tập kinh, bộ thí đồ vô cực được trình bày bằng cách kết hợp tư tưởng vô thường của Phật giáo, được trình bày bằng cách kết hợp tư tưởng vô thường của Phật giáo và hiểu của Nho giáo. Vô thường của Phật giáo và hiểu của Nho giáo. Vô thường của Phật giáo và hiểu của Nho giáo. Về giới đồ vô cực. Giới đồ vô cực. Giới đồ vô cực nghĩa là những điều xấu ác. Những điều xấu ác. Giết hại sanh mạng, tham lam trộm cắp. Tham lam trộm cắp, dâm dục nhớ bẩn, dâm dục nhớ bẩn, vân vân, dù bị phân thây ngoài chờ cũng nhất định không phạm. Dù bị phân thây ngoài chờ cũng nhất định không phạm. Đối với giới đồ vô cực, đối với giới đồ vô cực, lục đồ tập kinh coi trọng giới dâm. Lục đồ tập kinh coi trọng giới dâm. Được nhận mình bằng cách, được nhận mình bằng cách trình bày kết hợp tư tưởng ngũ thường của Nho giáo. Được nhận mạnh bằng cách kết hợp với tư tưởng ngũ thường của Nho giáo. Về nhận đồ vô cực. Nhận đồ vô cực nghĩa là chúng sanh vì lòng tham dẫn dắt. Chúng sanh vì lòng tham dẫn dắt nên phải chịu khổ luân hồi lục đạo. Nên phải chịu khổ luân hồi lục đạo. Nhận nhìn cái không thể nhận. Nhận nhìn cái không thể nhận là nguồn phúc. Là nguồn phúc. Nghĩa là luôn từ bi dù bị mắng chửi, luôn từ bi dù bị mắng chửi, đánh đập, tàn hại thân mình, tàn hại thân mình, vân vân. Trong lục đồ tập kinh, trong lục đồ tập kinh, nhẫn nhục là một thái độ xả kỵ tuyệt đối. Nhẫn nhục là một thái độ xả kỵ tuyệt đối. Nhẫn nhục là một thái độ xả kỵ tuyệt đối. Từ bi tuyệt đối. Từ bi tuyệt đối. Bất kể động cơ. Bất kể động cơ. Kết quả xâm hại đến bản thân. Bất kể động cơ, kết quả xâm hại đến bản thân. Về tinh tấn đồ vô cực. Tinh tấn đồ vô cực. Nghĩa là trong bất kỳ điều kiện nào. Trong bất kỳ điều kiện nào. Bồ Tát vẫn kiên trì tu tập. Bồ Tát vẫn kiên trì tu tập. Vững bước tiến lên. Vững bước tiến lên.
trên con đường cầu Phật đạo cho bản thân. Trên con đường cầu Phật đạo cho bản thân. Và dưới thì nghĩ đến cứu giúp muôn loài. Và dưới thì nghĩ đến cứu giúp muôn loài. Thiền định độ vô cực. Thiền định độ vô cực. Thiền định độ vô cực. Chủ trương gạt bỏ ngũ cái. Chủ trương gạt bỏ ngũ cái đạt đến tứ thiền. Chủ trương đạt gạt bỏ ngũ cái đạt đến tứ thiền. Chủ trương gạt bỏ ngũ cái đạt đến tứ thiền. Trong lục độ tập kinh, trong lục độ tập kinh, tứ thiền được xem là tư tưởng được chọn để phát huy. Tứ thiền được xem là tư tưởng được chọn để phát huy. Để phát huy thiền Phật giáo. Để phát huy thiền Phật giáo. Thế kỷ 2-3. Thế kỷ 2, thế kỷ 3. Cuối cùng là minh đồ vô cực. Minh đồ vô cực tương ứng với cái gì ạ? Trí tuệ. Thì trong lục độ tập kinh gọi là minh đồ vô cực. Minh đồ vô cực thì trong văn bản hiện còn không có một lời giải thích nào của Khương Tăng Hồi dành cho cái khái niệm minh đồ vô cực này cả. Ông chỉ dẫn ra các cái truyền Bồ Tát làm vua, làm nhà giàu, nhưng đều hiểu giáo lý nhà Phật và cuối cùng tu hành chánh quả. Mình có hiểu không? Tức là trong cái phần minh đồ vô cực á, thì cái cuốn Khương, lục độ tập kinh của Khương Tăng Hồi, ông không đưa ra một cái lời giải thích nào cả. Ông chỉ kể những câu chuyện người làm vua, làm nhà giàu, hiểu được giáo lý nhà Phật, rồi thì đều tu hành thành chánh quả. Như vậy qua những cái câu chuyện đó cho thấy nội dung của minh đồ vô cực của ông là gì ạ? Minh đồ vô cực. Minh đồ vô cực bao gồm 4 cái đồ trước hả? Bao gồm 5 cái đồ trước. Không, đang hỏi lớp á, là ông không trình bày một cái giải thích nào dành cho cái khái niệm minh đồ vô cực cả. Mà ông chỉ kể những câu chuyện về những cái ông vua, những nhà giàu giúp đỡ cho người nghèo thì không nói, nhưng mà những người này là hiểu được giáo lý và sau đó họ đều tu tập thành chánh quả. Như vậy thì cái ý nghĩa mà họ muốn trình bày ở đây minh đồ vô cực nghĩa là có tương ứng với trí tuệ của mình không? Tương ứng đúng không ạ? Tức là họ đều hiểu giáo lý và tu tập đều thành chánh quả. Thì về cơ bản quý thầy cô nhìn vào trong cái khái niệm giải thích cho 5 cái đồ đó, 5 đồ vô cực đó, thì quý thầy cô thấy cái nào nó có khác so với cái học của mình, còn về những cái nào là nó giống, những cái giải thích đó thì thấy cái nào giống, cái nào khác. Như vậy là có một phân chia nhỏ cho lớp. Theo cái giáo trình dạy cái phần về tông phái Phật giáo Bắc Tông á, thì sẽ có còn 4 tuần nữa. Thì sẽ một tuần liên quan tới các tông phái Phật giáo thời Lý Trần. Mình đi một tuần trong 4 tiết cái đó. Và một tuần 4 tiết dành cho những cái liên quan đến thiền tông của Phật giáo Việt Nam đương đại. Một tuần dành cho Phật giáo tông liên quan tới tông phái gì nữa, Tịnh Độ Tông, và một tuần dành cho Mật Tông. Thì cái liên quan tới Thiền Tông đương đại với Tịnh Độ Tông với Mật Tông là rất nhiều vấn đề để nói. Vấn đề mà trình bày giáo nghĩa thì thực sự ra cũng cần thiết lắm vì quý thầy cô có thể đọc được theo sách, đúng không ạ? Nhưng mà những vấn đề đặt ra cho thời hiện tại của mình rất là nhiều vấn đề.
rất là nhiều vấn đề, ví dụ như Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông rất là nhiều vấn đề để đặt ra, dù đây là một cái tông phái, nó thực ra nó có truyền thừa ở Việt Nam mình không? Nó không có, những phát triển rất là mạnh. Và có rất là nhiều vấn đề để đặt ra, ví dụ như là những cái trường hợp mà người ta ăn rồi niệm Phật vãng sanh thôi, không muốn đi làm hay gì hết á, thì đó là những cái vấn đề mà mình phải nhìn nhận lại. Rồi đối với thiền học vậy, thiền tông cũng vậy. Thiền đương đại là mình nhắc tới hai nhánh thiền nào ạ? Dạ thưa đương đại ạ, mình nhắc tới thiền của Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và mình có cái nhìn như thế nào đối với cái dòng thiền đó, cái sự thích ứng và cái sự chưa thích ứng, cái được, cái mất. Đương nhiên mình nói được cái mất là cái gì đâu. Thực ra mình thấy được nó khác gì so với cái thiền trước đây trong thời Lý Trần. À, còn về mật tông, cũng tương tự như vậy, có rất là nhiều vấn đề để mình có thể thảo luận và nói chuyện với nhau. Nó đơn giản như cái kiểu làm của ông Mẫu Tử thôi. Thực ra hàng ngày quý thầy cô cũng nghe những cái thắc mắc mà thực ra mình bản thân mình cũng tìm ra được câu trả lời. Thì đó sẽ là cơ hội để cho huynh đệ mình ngồi lại và nói chuyện về những cái vấn đề đó liên quan đến thiền, tình và mật. Như vậy là mình có 4 tuần rõ ràng. Và lớp phó sẽ chia giúp cho 4 tổ có 4 việc, đúng không? Một tổ liên quan tới thiền Lý Trần. Thiền Lý Trần sẽ rất là nhiều, nhưng mình sẽ đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi, mình nắm cốt lõi thôi, do vì là mình coi như đó là những cái dòng thiền căn bản và quá khứ, và nó đã có định hình rồi, mình chỉ đọc sách lại để hiểu. Còn mình cũng sẽ ưu tiên số tiết tương tự và một nhóm làm về thiền tông, nhóm mật tông, nhóm Tịnh Độ Tông. Vì cái môn của mình là môn các tông phái, cho nên vấn đề mình cần để đó là về mặt tư tưởng, nhấn mạnh về mặt tư tưởng mà không nhấn mạnh về mặt truyền thừa như cái môn lịch sử. Dạ rồi, thôi mời quý thầy cô hồi hướng.